Rồi, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay em làm clip này chia sẻ đến các anh em bốn cái phương pháp để chúng ta kích cho cây mai nó bung quả trấu. Thì hôm nay em sẵn đây em hái lá cây mai này rồi em nói để em chia sẻ với các anh em ha. Thì hôm nay là ngày mùng 10 tháng chạp, một số cái nụ mai đây, cây mai là cây mai dạo Phú Tân. Thì cái năm này cái thời tiết thì anh em cũng biết rồi, nó lạnh thì cũng không lạnh bao nhiêu nhưng mà nó không có nắng. Thì đối với những cái mai mà nó chịu cái nhiệt độ lạnh tốt thì anh em cân nhắc là anh em lặt trẻ trẻ tí, tức là không phải trễ so với mọi năm nhưng mà sợ trễ so với những cái cây cùng một năm này ha. Đó, thì hôm nay em lặt cây mai đại lộc đây. Thì hôm nay em lặt lá cây mai này luôn ha. Đó, cây này thì em lặt cuối cùng trong vườn của em là cây mai đại lộc, đối với cây mai đại lộc ha. Đó, đầu tiên anh em muốn lặt lá thì anh em canh nước lại ha, trước đó ngày hai ngày đó anh em canh nó, đừng có để nó ướt sũng ha. Rồi anh em tiến hành lặt, đừng có lặt mọi lúc cái mặt chậu nó ướt chùm nhẹp nha anh em, không có tốt, khó bung quả trấu nó lạnh. Thì khi anh em lặt lá xong rồi nè là cái lòng chậu nó ướt chùm nhẹp và cái rễ nó lạnh, nó khó bung quả trấu ha. Thì em nói thêm á là tại sao mà năm này mà chúng ta em lại quyết định lặt lá cây mai đây sớm như vậy, sớm 2 ngày. Thì lúc trước em dự định là lặt trước như mọi năm này là 3 ngày đó anh em, như mọi năm như năm bình thường mà thời tiết ổn định thuận hòa thì cái ngày chuẩn là ngày 15. Nhưng mà đối với em hiện nay em đã quyết định rồi, ngày chuẩn nó là ngày 13 ha, ngày 13. Tức là những cây mai cúc, mai đại lộc thì chúng ta lặt trước. Đó, mai dảo chuẩn bông, chuẩn nụ thì lặt ngày 13 ha. Nếu mà lớn thì có thể là dời lui ngày 14. Đó, ngày mai tàn năm cánh thì có thể là 15, 16. Đó, đó là cái việc mà em dời ha. Cái ngày chuẩn là ngày 13 đó, hiện tại bây giờ ngày 13. Đó, ví dụ như những năm bình thường cái ngày chuẩn là ngày 15 âm tháng chạp. Thì đối với những cây mai đại lộc thì em thường lặt lá là ngày 11, ngày 12 tại âm lịch tháng chạp đó. Vì cái cây mai đại lộc á chúng ta lặt lá 10 ngày sau nó mới chui được cái nụ ra ngoài. Nó chậm lắm anh em. Chui rõ ra ngoài ha. Còn chui được rõ hẳn ra ngoài luôn á, lớn luôn á, nó lớn hơn cây mai dảo luôn, cái nụ nó chui lớn hơn luôn mới được. Bởi vì cái thằng cây mai đại lộc á khi nó nở cái bông rất là lâu, nó hé hé nó hí hí vậy đó, 3 ngày sau nó mới bung ra đó. Vì vậy anh em canh làm sao mà tới ngày 27 nó bắt đầu nó hé nó nở bông là vừa, 26 nó bắt đầu nó nở bông là vừa đó. Vì vậy chúng ta phải lặt sớm cái mai đại lộc. Như mọi năm có năm em lặt 12, 13 tháng chạp mà nó vẫn chậm anh em. Thì lặt 11 là vừa, nếu mà thời tiết ấm có ánh nắng ngon lành ha. Đó. Còn thời tiết lạnh thì như năm nay thì cái ngày chuẩn của em đặt ra là ngày 13. Lúc trước cách em mới thay đổi đây thôi. Cách đây 2 ngày thì em dự định là ngày 12 nhưng mà bây giờ em thay đổi lại là ngày 13. Vì em căn cứ cái thời tiết dự báo trong một tuần tiếp theo là cái nhiệt độ nó không lạnh nữa, nó vừa phải, và mà nó có cái không khí đó là cái không có ánh nắng, không có mặt trời, không ánh nắng luôn, một ngày nắng tí xíu he he, không có nắng nhiều. Vì vậy là cái ngày 13 ha, 3 ngày chuẩn. Nếu 3 ngày chuẩn thì đương nhiên cây mai đại lộc em phải lặt trước ngày đó là 3 ngày. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng chạp ha. Có những cây đại lộc, mai đại lộc em đã lặt trước đây 4 ngày rồi anh em. Thì bắt đầu bây giờ nó đang có chuyển mình nhẹ nhẹ thôi. Nó nằm im cũng không đúng, nó chuyển mình rất là nhẹ, nó rất là nhẹ. Đó, vậy là tương đối là ổn nè ha. Từ hôm nay ngày mùng 10 thì
đã hé rồi. Hí 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 ra đây, cũng ổn định ha. Đó thì để em, tại sao mà em quyết định như vậy, để em mở ra cái khung này cho anh em xem, em theo dõi cái thời tiết ha. Đó, nhìn em quan sát cái khung này đây, khung này em đặt ra đây đây, để em theo dõi cái thời tiết đó, đặt ứng dụng phần mềm thôi, anh em có thể là tải trên Google á, nhập vô theo dõi thời tiết ra ứng dụng tải về đây. Em mở ứng dụng của em này ha. Đó thì ứng dụng này nó cho phép em là theo dõi là 14 ngày nè, nhưng mà thường thường những dự báo về thời tiết nó có thể là tin tưởng ở trong tầm là 7 ngày tiếp theo là được rồi. Nó xa quá thì nó tương đương cái độ chính xác nó không cao. Thì 1 tuần tiếp là anh em quan sát ha. Cái nhiệt độ thì nó nằm ở cái mức ổn định. Đó, nó trên 20 độ. Thời gian mà lạnh nhất trong một ngày á thì nó nằm ở bước nhất buổi sáng, là nó tầm trên 20 độ là ok rồi anh em. Đây là cái thời cái khí hậu mà nó thuận nha anh em, nó không có phải là lạnh nha anh em. Đó, so như với mọi mọi năm thì ở cái nhiệt độ này thì cây mai nó vẫn nở ok, với điều kiện là phải có nắng ha. Nhưng mà cái năm này á nó không có ánh nắng, đây là cái thiệt thòi đây. Cây mai nó rất cần ánh nắng như này nè. Đó, cái dứt ánh nắng buổi sáng á, từ 8 đến 10 giờ sáng á. Đó, cái những ánh nắng đó đó nó kích thích bung bò cháu rất tốt nha anh em. Anh em cứ để ý, tại vì những khi mà những cái năm trước á, như mọi năm á, thì cái dứt 9 giờ sáng 10 giờ sáng em hay dùng vòi nước em tưới cái nụ nè, tưới cái cành nhánh này nè, lúc lạc lá xong á. Đó, thì nó sẽ kích thích bung bò cháu rất tốt nha anh em. Nhưng mà năm nay không được có nắng, bởi vậy em sợ vậy đó. Đó, nên em quyết định lặt trước. So với cái ngày chuẩn mỗi năm là 2 ngày. Đó, thì cái cây mai đại lộc thì em phải lặt trước ra ha, 3 ngày. Đó, và một số mai cúc có thể là ngày mai em sẽ lặt luôn. Cúc bi, cúc này, châu này kia đó, nhưng mà riêng cúc tọa hương từ từ nha anh em, cúc tọa hương nó nở nhanh lắm, mang tiếng nó là cúc nhưng mà nó nở nhanh lắm. Đó, thì cái mai đại lộc cuối cùng đây em lặt luôn. Đó, thì theo cái cách của em là em thà cho nó nở trước còn hơn cho nó nở muộn. Đó, bởi vì sao anh em, mấy cái mai đại lộc này nè, khi mà em chơi bông những cái mai đại lộc này, em thường em thấy nó nở 6 ngày vẫn nó vẫn còn nở, 5 ngày nó vẫn còn nở, thì tại sao anh em không cho nó nở trước? Nó ví dụ anh em cho nó nở trước ngày 28 cho nó nở đi, thì 5 ngày lận anh em, qua tới mùng 3 chúng ta vẫn còn bông chơi nha anh em. 5-6 ngày là chuyện bình thường đối với những cây mai như vậy nó nở. Trong khi đó vì chúng ta bây giờ chúng ta đã có thuốc rồi, dưỡng giữ cánh hoa 5-7 ngày là chuyện bình thường. 28 nữa thì tới mùng 4 chúng ta vẫn còn bông chúng ta chơi. Tại sao chúng ta không cho nó nở trước? Chúng ta sợ gì? Nếu gặp thời tiết nó lạnh thì cái mai chúng ta vẫn kịp ha. Nếu thời tiết nó vẫn ở mức này thì cái mai chúng ta nó nở trước 2 ngày thì chúng ta vẫn có bông chơi. Còn chúng ta mạo hiểm chúng ta lặn theo như mọi năm, hoặc sớm như hơn mỗi năm 1 ngày thì nó chậm 2 ngày sao anh em. Nó gặp thời tiết lạnh nó chậm sao anh em. À, lúc đó chúng ta không có bông chơi nha anh em. Thà chúng ta cho nó nở trước 2 ngày đi cho nó chắc cú, thì em vậy ha. Đó, thì em quay cái clip này để chia sẻ các anh em ha. Còn cái quay lại cái nội dung chính em muốn truyền tải đến các anh em trong clip này, đó là 4 cái phương pháp để chúng ta giúp cho cây mai nó mau bung bò cháu. Đầu tiên là nước ha. Vì trong lòng chậu nó không được quá ướt nha anh em, không quá ướt. Vì lúc đầu em cũng đã có chia sẻ anh em rồi ha. Khi mà nước trong lòng chậu lúc nào nó cũng chập nhẹ thì cái mai nó rễ nó sẽ bị lạnh, nó sẽ chậm nở, chậm bung bò cháu ha, và ngược lại. Đó, anh em để nó ráo đây, ráo
Anh em không được tới buổi 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 tối, anh em buổi tối nó càng làm lạnh rẽ ha, chiều tối chập tối anh em đừng có tưới. Đó, cái dứt mà anh em muốn đang cái trong cái thời điểm mà chúng ta kích thích nó bung quả trấu nè thì chúng ta tưới buổi trưa là tốt nhất anh em, trưa lúc có nắng thì càng tốt nữa, tưới như tắm cái mây đó, tưới lúc trời đang nắng luôn. Đó, tắm trên cái mây luôn mà tưới, đừng có vô lòng chậu nhiều quá, như tắm là được rồi. À, có một ngày anh em tưới như vậy đó ha, đừng có tưới nhiều quá, như vậy là kích thích bung quả trấu là tốt nhất, không được tưới tưới buổi buổi tối thì nó lạnh rẽ nha anh em. Đó là cái phương pháp đầu tiên. À, muốn chia sẻ cái này là này. Phương pháp thứ hai nữa là anh em tiến hành thâu cái đầu cành này lại cho ngắn lại. À, vì những cái đầu cành á, nổ ngoài nổ bên ngoài á, à, cuối cái dịp Tết á, như mồng như ngày mùng 5, mùng 6 này kia nó cũng chẳng nở hết những cái bông cuối đâu, nên em đừng có tiếc, để nó sẽ làm ướt chế, nó làm không có tập trung, anh em bấm gọn để nó tập trung cái nội lực, nó nuôi một số cái nụ bên trong để cho nó kích thích bung quả trấu cho tốt ha. Cái đó là phương pháp thứ hai muốn chia sẻ với anh em. Phương pháp thứ ba là anh em tiến hành dùng cái Atonit để anh em phun lên cái nụ. Tại sao em lại chia sẻ dùng Atonit? Tại vì nó là chất kích thích cây trồng. Tại vì hồi lúc giờ em dùng Atonit thì bây giờ em tiếp tục em dùng, em thấy nó hiệu quả, còn cái những cái loại khác thì em chưa dùng. Nó Atonit nó là kích thích cây trồng, kích rễ, kích mầm, kích thích, nói chung kích thích cây trồng đó. À, khi chúng ta trồng xuống, chúng ta mới trồng xuống chúng ta kích rễ, kích mầm. À, khi nó có mầm nụ thì chúng ta kích kích nó nở luôn. À, nó kích thích cây trồng anh em, kích thích tất cả luôn. Khi có mầm nụ thì nó kích thích nụ. À, nên em dùng thử đi ha. Nhưng mà anh em lưu ý, anh em dùng Atonit, anh em phun trên nụ dứt trời đang nắng nha anh em, lúc trời đang nắng thì nó hiệu quả nó sẽ cao nhất. Đó, lúc 10, 11 giờ đó, nếu mà đang có ánh nắng anh em phun vào trên nụ luôn luôn nè. Nếu mà nắng ngon lành á, mới 7 7 giờ nó đã có nắng rồi á thì anh em phun dứt từ 8 đến 9 giờ là hiệu quả. Còn ngày mà hiếm hoi ánh nắng á, thì cứ buổi trưa có ánh nắng là anh em phun vào cái nụ này nè. Anh em có thể phun một lần. Đó. Một lần vào đây. À, khoảng chừng 3 ngày sau, 4 ngày sau anh em phun tiếp một lần. À, rồi những cái búp nè, búp không phải búp nụ là búp lá, anh em cắt bỏ, anh em không cho nó ra búp lá. À, cho nó ra búp lá thì nó sẽ chậm bung quả trấu lắm nha anh em. Nó nuôi lá nó chậm bung quả trấu vậy thôi. Đừng có để búp lá, cắt ngắn vô đó. Bây giờ đây ha, anh em cắt ngắn vô. Những cái nụ ngoài này là nó không có nở được đâu mà em lo. À, anh em tới cuối Tết mùng 5 mùng 6 nó cũng chẳng nở hết nổi đâu. À, anh em bấm vô ở tới đây nè. Đừng có tiếc ha, đó bấm vô luôn. Đừng có tiếc, đó là cái phương pháp thứ ba ha, bấm vô đây nè. Bấm gọn vô đây luôn. À, anh em đừng có tiếc. Còn bây giờ trước mắt thì em chưa có bấm đâu, tại vì em theo dõi coi khả năng nó chuyển mình nụ như thế nào thì em mới bấm. À, em có thể là để những cái tàng những búp này nè để em điều tiết nụ ha, nếu nó bung vỏ ngon lành thì em chừa lại. À, và tới khi chuẩn chuẩn bị trưng Tết thì em mới bấm. Còn khi nó chậm bung vỏ trấu bắt đầu em tiến hành bấm. Đây là cái phương pháp để điều chỉnh ha, giữ cái nút lá này nè để điều chỉnh nó. Muốn nó bung vỏ trấu nhanh thì cắt đi, muốn cho nó chậm lại thì giữ cái búp lá lại đó. Còn cái phương pháp cuối cùng đó là chúng ta dùng nước ấm chúng ta tưới và thắp bóng đèn, đó là pháp cuối cùng ông bà ta hay dùng đó ha. Đó. Đây là cái cây mai mà em lặt lá cái đấy 4 ngày đây anh em. Em thấy nó cũng im đây, nhưng mà nhìn kỹ ra thì nó cũng có chuyển mình đấy nè, chuyển mình nhẹ thôi không nhiều. Đó, một số cái nụ này ha là chuyển mình rõ này, một số cái nụ thì nó chỉ nhẹ thôi. Đó, như cái nụ đầu này nè, chuyển mình rất là rõ luôn ha, muốn nở rồi. Cái này em lặt lá 4 ngày đây nha, 4 ngày rồi đó, nó không có ánh nắng nó vậy đó, không
có nắng thì nó đã mở rất là rõ rồi anh em. Mới 4 ngày ha, còn 4 ngày nữa coi mà nó phải chui được cái nụ ra mới đúng. 4 ngày nữa mà nó chưa chui được cái nụ ra thì là không ổn ha. Giờ em đặt ra cái mốc thời gian để chúng ta canh nó đối với miền Nam mình nha, miền Bắc thì em không rành đâu. Ví dụ như năm bình thường không khí ổn định thì cứ 2-3 tháng chạp nó chui ra nụ xanh, nó chui mình ra bóc vỏ trấu ra, nó lột vỏ trấu ra, nó tự bung đó, nó chui ra nụ xanh chúng ta thấy rõ từng chùm đó, thì cái đó của anh ở đúng ngay dịp Tết luôn. Nhưng mà cái không khí lạnh như hiện tại bây giờ nè, cũng có mặt trời nè, thì chúng ta rút hai lắng rút lại 2 ngày ha, ngày 21 nó phải chui ra nụ xanh. Riêng đối với cây mai đại lộc thì khoảng chừng 19 nó phải chui ra nụ xanh rồi, 19 20 nó phải chui ra nụ xanh rồi. Từ lúc em lặt là ngày 10 ha, 9 ngày sau, 10 ngày sau là nó phải chui ra nụ xanh rồi nha anh em. Đó, thì chúng ta nó mới nở đúng cái dịp Tết, nó mới nở kịp được. Vì khi cái nó nụ xanh á, khoảng chừng 7 ngày sau nó mới đầu nở ha. Đối với cây mai đại lộc 7 ngày sau thì khoảng chừng 27 hay 8 bắt đầu nó bắt đầu nở là vừa. 3 ngày sau nó mới nở hé ra. Bởi vậy cây mai đại lộc chúng ta lý do tại sao chúng ta lặt lá cây mai đại lộc sớm như vậy. Nếu mà ví dụ như miền Trung, miền Bắc như ông bà ta cũng hay sử dụng, đó là chúng ta sử dụng thắp bóng đèn cũng được nha anh em. Đối với cây nhỏ thì anh em có thể là treo bóng đèn vô anh em thắp nó, sưởi ấm đó. Thứ nhất là chúng ta sưởi ấm, thứ hai là chúng ta bắt cây mai nó hoạt động 24 trên 24, không nó cho nó có thời gian nghỉ. Dùng biện pháp quang học ha, để kích thích để nó bung vỏ trấu, để cho nó ấm cái cây, đừng có lạnh cái cây. Và kết hợp chúng ta dùng nước ấm nha anh em, tưới nước ấm vào trong cái lồng chậu này nè. Nhưng mà không phải chúng ta lợi dụng đó, chúng ta lạm dụng quá nha anh em. Đừng có phải là cứ tiếng 2 tiếng đồng hồ sau tưới tiếp đó, vậy là cũng như không nha anh em, mà nó làm hư cái mai nữa. Vì chúng ta tưới như vậy thì bên trong lồng chậu nó ướt sũng trong à, nó không có hút nước, cái mai nó vô tình nó ngâm cái rễ trong cái nước rồi nó lạnh quéo rồi tê liệt rễ luôn anh em. Cũng tốt ha, mà nước vừa vừa thôi nha anh em. Nước đừng có nóng quá, luộc cái rễ mai luôn á. Khoảng chừng 30 mấy độ là vừa, 35 36 độ là vừa. Nói chung thay chúng ta rờ tay vô được, thấy nó ấm ấm là được rồi. Rờ tay mà rờ tay không nổi là tưới vô là cháy rễ mai luôn, hư rễ mai luôn, luộc rễ luôn á. Đó, chia sẻ thêm với anh em ha. Rồi, để ngày mai em sẽ tiến hành dùng Atonit. Em phun cái cây bên này cho anh em xem ha. Đó, em phun cái cây này nè. Còn em cái mấy cái cây này, đó, phun Atonit cái cây đó ha. Đó, và mấy cái cây này nè, 13 là em lặt muốn hết cây luôn, hết luôn. Lặt lá hết. Đó. 13 tháng chạp em lặt hết ha. Lặt uống hết gần hết vườn luôn á. Rồi, một lần nữa xin chia sẻ đến cánh em ha. Khi anh em xem thấy hay, cho em một nút đăng ký ủng hộ kênh, và nhấn vào nút chuông để đón theo dõi những clip mới khi em đăng tải lên, cùng với anh em theo dõi quan sát độ mai cho đến Tết ha, và phục hồi cái mai sau Tết luôn. Chúc anh em thành công.